Giang Cún Store chuyên iPhone cam kết giá tốt nhất, máy zin đẹp nguyên bản, tất cả đều bản quốc tế, cam kết đẹp xuất sắc, cam kết máy nguyên bản, bao giá rẻ nhất thị trường, giảm giá 100.000 đồng cho khách hàng thân thiết. Trả góp chỉ từ 2 triệu, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lender điện thoại giá siêu hấp dẫn, địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 0389464444, website giangcunstore.com. Xin chào anh em đã quay trở lại và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Apple ra iOS 14.5 cho phép mở khóa bằng khẩu trang và tương thích PlayStation 5. Sau quãng thời gian thử nghiệm kéo dài gần 3 tháng, Apple đã chính thức ra mắt bản cập nhật iOS 14.5 và iPadOS 14.5 cho tất cả người dùng. Anh em có thể cập nhật iPhone và iPad của mình ngay bây giờ bằng cách vào Setting, sau đó chọn General và chọn là Software Update. Bản cập nhật iOS 14.5 có rất nhiều tính năng mới, trong đó có một tính năng mà nhiều người dùng mong đợi, trong khi những công ty như là Facebook lại lo sợ. Đó chính là tính năng bảo mật App Tracking Transparency, cho phép kiểm soát việc thu thập dữ liệu người dùng của các bên thứ ba. App Tracking Transparency yêu cầu các ứng dụng phải xin phép người dùng trước khi mà được quyền theo dõi thông tin cá nhân bên trong các ứng dụng hoặc là trang web. Ví dụ như khi mở Facebook, bạn sẽ thấy hộp thoại với nội dung là Facebook muốn theo dõi hoạt động của bạn thông qua các ứng dụng và trang web khác. Bạn có thể chọn không cho phép hoặc là cho phép Facebook theo dõi mình. Trong mục Privacy bên trong Setting, bạn cũng có thể xem danh sách các ứng dụng đã yêu cầu quyền theo dõi bạn và thay đổi các quyền này nếu muốn. iOS 14.5 cũng đã cho phép người dùng mở khóa iPhone bằng Face ID ngay cả khi đeo khẩu trang, một tính năng rất hữu ích trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên thì để sử dụng tính năng này, bạn cần có một chiếc Apple Watch chạy watchOS 7.4. Để kích hoạt thì vào Setting, sau đó chọn Face ID and Passcode, chọn Unlock with Apple Watch. Sau đó thì bạn có thể mở khóa iPhone của mình khi mà đang đeo Apple Watch mà không cần phải xác nhận khuôn mặt Face ID, chỉ cần trong phạm vi là 1 mét. Khi mà iPhone mở khóa, Apple Watch cũng sẽ rung lên và hiện thông báo để người dùng biết. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể khóa màn hình iPhone bằng Apple Watch. Hơn nữa thì iOS 14.5 còn cải tiến ứng dụng trợ lý ảo Siri. Người dùng đã có thể lựa chọn các giọng nói khác bên cạnh giọng nữ mặc định của Siri. Người dùng cũng đã có thể ra lệnh cho Siri để phát nhạc từ những ứng dụng bên thứ ba. Apple cũng cập nhật những biểu tượng emoji mới trong iOS 14.5, cập nhật ứng dụng podcast, hỗ trợ phụ kiện AirTags mới ra mắt, hỗ trợ bộ điều khiển PS5, Xbox Series X, công cụ hiệu chuẩn pin mới cho iPhone và một loạt sửa lỗi khác. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, người Trung Quốc nội chiến vì iPhone 13 Pro 1TB. Các thông tin về iPhone 13 đang ngày càng rõ ràng và trong đó, thông tin về bộ nhớ của thế hệ iPhone tiếp theo đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay. Nghiên cứu mới cho thấy là người dùng ngày càng muốn có nhiều dung lượng lưu trữ hơn smartphone. Ví dụ, người dùng iPhone có xu hướng mua các phiên bản bộ nhớ cao hơn các thiết bị Android. Trang công nghệ 925 Mark bình luận, tuy nhiên, có vẻ như là phiên bản iPhone 1TB đang bị coi là quá thừa thãi. Một cuộc thăm dò được 925 Mark thực hiện cho thấy là 70% người dùng nói rằng iPhone 1TB là quá mức cần thiết. 12% người được hỏi khẳng định sẽ mua và số còn lại vẫn đang do dự, chưa đưa ra quyết định. Tuy nhiên thì một vài ý kiến trái chiều cho rằng vẫn sẽ có những người có nhu cầu lưu trữ lớn. Hơn nữa, Apple cần theo kịp các đối thủ Android trong cuộc chạy đua công nghệ chứ không đơn thuần là nhu cầu thực tế của người dùng. Trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, chủ đề iPhone 13 phiên bản 1TB cũng thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Đừng cãi nhau về việc ai sẽ mua iPhone 1TB, hãy phân tích xem Apple được gì khi mà nâng cấp dung lượng lưu trữ. Đó là bài toán kinh tế. Trang công nghệ Sina viết, khi Apple giới thiệu iPhone 7 vào năm 2016, lần đầu tiên iPhone có phiên bản 256GB. Nhưng cùng lúc, Apple cũng bỏ phiên bản bộ nhớ thấp 16GB và 64GB. Bản màu đen có dung lượng thấp nhất là 128GB. Tương tự như Apple giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên có dung lượng 512GB vào năm 2018. Người dùng chỉ còn 3 tùy chọn bộ nhớ là 64GB, 256GB và 512GB. Theo Android Authority, dung lượng lưu trữ trung bình của iPhone có xu hướng tăng dần mỗi khi mà Apple ra mắt smartphone mới. Ngoài ra thì theo tính toán, iPhone có dung lượng càng thấp, giá trung bình của mỗi GB lại càng cao. Ví dụ với iPhone SE 2020 bản 64GB được chào bán với giá là 399 USD, tức tương đương là 6,23 USD trên 1GB. Bản 64GB có giá là 499 USD, tức tương đương là 3,15 USD trên 1GB. Bản 128GB có giá là 549 USD, tức tương đương 2,14 USD trên 1GB. Thống kê mới nhất của Counterpoint cho thấy là nhu cầu lưu trữ của người dùng ngày càng tăng. Trong năm 2020, dung lượng lưu trữ trung bình của thiết bị iOS đã cán mốc là 140,9GB. Những mẫu iPhone 128GB dần trở nên lỗi thời. Vì vậy mà việc Apple nâng cấp dung lượng lưu trữ trên iPhone 13 lên 1TB là hoàn toàn hợp lý.
Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Xiaomi Mi 12 có thể là điện thoại đầu tiên có camera 200 megapixel. Cách đây không lâu, đã có những thông tin về việc Samsung trình làng cảm biến camera di động với độ phân giải lên tới 200 megapixel. Và mới đây, các thông tin tiếp theo rò rỉ đã xác nhận rằng công ty Hàn Quốc đã tìm được khách hàng đầu tiên của họ để sử dụng cảm biến ảnh cực lớn này, đó là Xiaomi. Được biết, Xiaomi thường là một trong số các công ty áp dụng rất nhanh các cảm biến ảnh thế hệ mới vào điện thoại của họ, như là mẫu Redmi Note 7 là điện thoại Xiaomi đầu tiên có camera 48 megapixel, đến Mi Note 10 có camera 108 megapixel, hay mới nhất là Mi 11 Ultra có cảm biến 50 megapixel thế hệ mới. Do đó, nhiều khả năng thế hệ flagship Mi series tiếp theo là Mi 12 sẽ được trang bị cảm biến ảnh 200 megapixel. Về thông số của cảm biến camera 200 megapixel, theo người tiết lộ nổi tiếng là Ice Universe cho biết, bên cạnh lợi thế về độ phân giải lớn thì điểm nhấn của cảm biến ảnh 200 megapixel mới của Samsung là cho khả năng quay video lên tới 16K 30fps hoặc là 8K 60fps, cho phép chụp ảnh siêu nét ở độ phân giải là 50 megapixel nhờ thuật toán gộp điểm ảnh 4:1 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của cảm biến ảnh này là kích thước điểm ảnh rất nhỏ, chỉ đạt 0,64 micron và là cụm cảm biến có kích thước nhỏ nhất hiện nay. Kích thước cảm biến đạt 1:1.3.7 inch, nhỏ hơn loại cảm biến GN2 1:1.12 inch, từng xuất hiện trên Mi 11 Ultra gần đây và tương đương với cảm biến HM3 108 megapixel ra mắt vào năm ngoái, cũng của Samsung. Cùng với đó thì do có độ phân giải lớn nên kích thước module camera cũng sẽ bị phình to ra, thậm chí là còn thô hơn cả cụm camera trên chiếc Mi 11 Ultra hiện nay. Dự kiến thì Xiaomi Mi 12 sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian là tháng 11 đến tháng 12 năm nay hoặc là tháng 2 năm tới. Như vậy thì trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.